câu cảo nè, mình đang chuẩn bị đi lên tàu lớn đi ra khơi câu cá biển. Cái này chuẩn bị đi vượt biên một lần nữa. Này đang ở tàu nhỏ taxi thì taxi ra cá lớn là cá con đi ra cá lớn. Lên con cá lớn nha để đi vượt biên nè. Nhớ lại vượt biên mấy chục năm về trước. Đây phải thành sao có chỗ nào cá đâu tự động ra. Ồ, trên thuyền có chỗ giỏng nằm rồi. Sướng luôn. Thấy là thấy thích rồi không? Rồi chuẩn bị lên nè. Rồi chuẩn bị lên tàu nè, tàu lớn nè. Thôi, chút xíu quay tiếp.